Hello, xin chào anh em ha. Chào mừng anh em trở lại với kênh điện tử vật chất của mình. Thì hôm nay mình có một cái mình có nhận một cái mạch lo kéo anh em. Thì nó có một cái phân tầng ha. Mình thấy cũng khá là thú vị cho nên là mình vẽ lại cái sơ đồ ha. Anh em nào muốn gáp theo cái này thì gáp ha. Đây, cái phân tầng này anh em thấy nè. Cái bát thì cái này gọi là cắt chép thôi nha anh em, còn bát thì nó đi trực tiếp nè anh em thấy thấy nè nè hai cọng dây nó hàng song song nhau nè. Đây anh em thấy không? Đây thì bây giờ đầu tiên là dò cái sơ đồ ha. Thì cái màu dây màu đỏ nè, dương nè, nó đi qua đây, nó đi qua ba cái con linh kiện chỗ này ha. Đây là đi qua cái này nè, đi qua con tụ 1-4 nè. Cái này là cái cầu chì tự phục hồi nha anh em, và con điện trở 15 ôm như thế này, như anh em thấy trong sơ đồ đây. Thì cộng ha, nó sẽ đi qua cái dấu ngã này, là mình viết chữ CT có nghĩa là cầu chì ha. Thì anh em cứ cầu chì tự phục hồi nha anh em, cầu chì tự phục hồi. Rồi tụ 1-4 nè, trở 15 ôm vô đây thì nó qua con đây anh em nhìn nè, nó qua con 3335 nè, có nghĩa là 3,3 micro đấy. Đi về đây là có cái cuộn nè, dập xuống mát. Thì anh em thấy có cái cuộn dây nè, dập xuống mát ha. Rồi thì ngay ngay đây nè, đây là cái hai đầu có cuộn dây nè. Rồi tiếp tục con 335 nữa đi qua 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 đây thì 3,5 là 3,3 micro nè, qua đây ha. Rồi qua qua đây thì anh em thấy nè, ngay đây nè, đi qua đây nè là con chở 333 ở ngoài này nè. Đây, trả bao bao này ha. Đây đi vô đây là anh em thấy dấu trừ của chép nè. Đây anh em thấy không? Trừ trừ của chép nè. Đây tôi để chép trừ nè. Đấy, còn cái phần cộng của chữ chép nè, cái phần cộng của chép này anh em thấy không? Thì được được lấy ngay cái đường mát, em thấy lấy ngay đường mát của cái đầu vào nè. Anh em nhìn nè, đây nè, thì nó để là cộng nè, anh em thấy không? Cộng nè, đấy nè, lấy ngay đường đường mát nè, và có một con điện trở dập về cái đường trừ của mát nè, là con điện trở nè 10W 15 ôm nè, là cái con này ha. Đấy thì anh em thì anh em thấy người người ta làm là phân âm cho lo kéo là cỡ nào thì người ta cũng chỉ là cắt chép thôi nên anh em, còn bát người ta đi thẳng để cho nó tối ưu được cái công suất của nó ha. Rồi thì ở đây mình thấy khá là hay ha, mình phân tích một số ở chỗ chỗ này thì mình có vẽ cái màu đỏ nè để cho anh em thấy được là cái phần ở chỗ này ha. Thì anh em thấy là cái tín hiệu nè, cái tín hiệu từ cái mạch lo kéo ra đấy, thì dương nè nó sẽ đi quanh ba bên đây nè. Thì cái cầu chì tự phục hồi này á thì anh em xem như là một cái dây điện nối thẳng qua luôn ha. Thì có nghĩa là hai cái con này nó không còn tác dụng, nó không có tác dụng gì, nó không có tác dụng gì cả nha. Đây, hai con này nó không có tác dụng gì hết á, tại vì đây là đi thẳng qua luôn ha, là đi thẳng qua luôn nè. Rồi nó sẽ qua một con tụ 3-3 nè. Rồi nó dập một cái cuộn 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 cảm xuống ha. Thì cái này là phân âm hai 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 bậc nha anh em. Ở đây là bậc 1 nè, đây là bậc 1 nè. Rồi qua thêm một bậc nữa nè ha, thì qua con này nó giảm tín hiệu lại một ít. Rồi nó dập xuống đây nè là bậc 2 nè, đấy ha. Nhìn thấy cũng khá là lạ ha anh em. Đấy. Nhưng mà anh em quan sát nè ha. Ví dụ như là nó có một cái vấn đề gì gì đó ha. Ví dụ như là tải chép mình bị chập hay là cái vấn đề gì đó. Hay là nó quánh ra cái tiếng chép khá là lớn ha. Thì cái dòng nó sẽ tăng cao lên anh em. Thì cái dòng nó tăng cao ha, thì do con điện trở cầu chì nó quyết định nè. Ví dụ như cái dòng mà cao quá thì ví dụ như cái con điện trở cầu chì này nó chịu dòng được bao nhiêu. Thí dụ như dòng 0,5 ampere ha, thì khi mà anh em quýnh mà trên 0,5 ampere là cái cầu chì tự động nó ngắt nè. Hay cái cầu chì tự động nó ngắt, nó không cho đi qua nữa ha. Nó không cho đi qua nữa thì tín hiệu nó đi về đâu? Tín hiệu nó sẽ qua con 15 ohm này nè. Với 1-4 nè, nó sẽ thông qua đây, nó vẫn tiếp tục cho hát ha, nhưng mà với cái cường độ nó sẽ nhỏ hơn ha. Còn nếu mà anh em bỏ hai con này đi, anh em bỏ hai con này đi, khi mà nó quá dòng cái cầu chì nó ngắt là tiếng chép nó không còn hát nữa ha, tiếng chép nó không còn hát nữa. Còn khi mà có hai cái con này ha, đây có hai cái con này, thì khi mà cái cầu 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 chì này mà nó tự tự ngắt á,
thì nó nó ngắt thì nó sẽ lấy tín hiệu từ đây qua con 15 ohm, thì đương nhiên nó tới 15 ohm nữa anh em, thì nó giảm cái tín hiệu đi, giảm cái độ lớn đi khá là nhiều ha. Rồi thì nó qua đây thì nó dẫn lọc bậc 1, dẫn lọc bậc 2 ha, thì lọc bậc 2 này nó dập điện điện trở nè anh em. Đấy ha. Còn cái vấn đề mà cái nguyên lý thì mình dựa vào những cái kiến thức của mình biết thôi ha, mình phân tích cũng không có sâu được ha, thì anh em nào có chuyên thì có thể bình luận ở phía dưới là nó làm sao ha, anh em cũng thông cảm cho mình ha. Đây thì cái phần này nó khá là lạ ha, tại sao cộng chép mà lấy từ điểm mát đây, anh em quan sát này. Đây ha, mình không có, mình có còn còn cái mạch đây nên em mình không có dò sai đâu nha, đây là cái đường dây chép nè, anh em thấy để dấu cộng nè, để dấu cộng nè anh em thấy không, đây nè, nằm đây nè, là ngay ngay chân cái điểm trừ của cái cuộn cảm nè, và ngay chân cái điểm trừ nè, anh em thấy không, trừ của cái phần vô nè, trừ đây, trừ của phần input nè, đấy cũng như là trừ của cái low pass luôn luôn ha, đấy, nhưng mà lại lấy là cộng của cái lo chép nha, đấy, còn trừ của cái lo chép thì lại được cắt như thế này đây, ha, đấy, nha. Cái này là mạch của Trung Quốc nè anh em thấy toàn là chữ Trung Quốc không 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 nè. Thì cái này thì mình chỉ biết phân tích là như thế này thôi, cái đoạn này mình thấy hay hay nè, mình phân tích cho anh em thôi ha. Còn lọc qua 3,3 micro rồi dập cuộn cảm rồi dập điện trở thì nó giống như là cái phân âm bình thường thôi nè anh em ha. Nó giống như là cái phân âm bình thường thôi. Và ở đây là cái điểm mát nè. Đây là cái điểm mát nè. Thì nó vô cộng chép thì có nghĩa là chép này nó đảo cực thôi anh em. Thì nhìn như thế này thì anh em có thể hình dung ra được là ví dụ như cái cuộn chép này nó bị ngược ấy. Nó bị ngược cộng trừ ha. Đấy, thì đương nhiên chép anh em lắp ngược lại thì nó cũng được ha, nhưng mà nó không có đồng pha. Thì giữa cái cực cộng trừ của chép ha, và cực cộng trừ của lo bát ha, là nó phải đồng pha nhau ha. Thì cái này là do chắc do nhà sản xuất người ta sản xuất thôi, nó cần theo, nói chung là lo là combo của người ta hết mà, nó không có cái gì lọt trọt gì hết á. Đấy thì anh em có thể áp dụng cái một cái mạch ha, để mà nó chống trái chép được tốt hơn ha, thì anh em có thể áp dụng cái mạch này ha, vô cũng cũng áp dụng vô mình làm cũng được ha. Cái chỉ số cái cầu chì tự phục hồi này là do anh em tự chọn cái dòng cho nó thôi ha, em tự chọn cái dòng cắt cho nó thôi. Đấy, thì cái cụm này mình thấy khá là hay nha. Đấy, còn cái phần dập này thì anh em có thể là dùng 2,2 micro anh em dập cuộn cảm xong rồi anh em dập thêm một con điện trở ở đây nữa thì cho ra luôn, hay bỏ cái cụm sau cũng vẫn được, mà làm kiểu này thì cũng vẫn được ha. Làm kiểu này thì lọc bậc 2 là có nghĩa là anh em hiểu luôn nè, lọc hai lần ấy, một lần dập cuộn cảm, một lần dập điện trở ha. Cái này là đúng như trong cái sơ đồ mạch lọc thông cao luôn ấy, đúng như trong cái nguyên lý ở trong sách luôn anh em ha, là nó sẽ làm như thế này ha. Đấy, còn mình thì mình về có thể biến chế hơn, nhưng mà có cái vấn đề trừ trừ chép cộng chép này nè ha. Thì mình nghĩ trừ là điểm chung thôi ha, trừ là điểm 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 chung thôi, chép cộng mình nghĩ có khả năng là chép cái chép của họ bị ngược cực đấy ha, chứ còn phân tích mà như thế thế này là nó sẽ là bị, tại vì cái này đi thẳng luôn nè anh em ha, cái này có khả năng là nếu mà cái chép mà không đúng có thể nó ngược pha với cái lo bát nha, nè, ngược pha với cái lo bát. Còn dập cái con này xuống thì y gan như cái phần mình hướng dẫn thôi anh em nè, thì cái con này mà chỉ số mà nó càng lớn á, chỉ số mà càng lớn á, thì cái độ lớn cho ra nó càng lớn ha, và chỉ số càng càng nhỏ thì cái tiếng chép nó ra càng nhỏ, nó tỷ lệ thuận thế thôi. Đương nhiên ở đây nó sẽ có qua thêm một con 3 ohm 3 nữa để giảm bớt cái tín hiệu lại ha, giảm bớt cái biên độ lại đấy, giảm bớt cái độ lớn lại ha. Còn mình thì mình không có xài cái con này ha, mình cho đi trực tiếp luôn ha, mình cho đi trực tiếp luôn, mình muốn lớn nhỏ thì mình dập trên cái con này đấy, khá là thú vị ha. À, còn anh em muốn 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 gọn thì anh em có thể là anh em muốn gọn thì anh em có thể là
dập đây một con điện trở nè đấy, xong ở đây anh em cho ga chép luôn ha, ở đây nè anh em cho ga chép luôn là xong. Con này sửa lại thành 2 ohm 2, ủa xin lỗi anh em, 2,2 micro á, hoặc là 1.5 một 1.8 ha, nếu mà để trung gian thì để 1.8 đi cũng cũng được ha anh em. Rồi video này xin kết thúc nha anh em, chào anh em.